Thưa quý vị, nước là một phần tất yếu của cuộc sống nhưng mà tại Hà Nội lại đang có tới hàng trăm mẫu nước không đạt chuẩn. Và đây là nghiên cứu của Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội vừa mới công bố, đồng nghĩa với việc là cuộc sống của hàng nghìn người dân tại thủ đô đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Theo thống kê, Hà Nội hiện có 119 cơ sở cấp nước tập trung. Năm 2014, Trung tâm Y tế Dự phòng đã xét nghiệm 406 mẫu nước. Kết quả có 4 mẫu không đạt tiêu chuẩn lý học, 103 mẫu không đạt tiêu chuẩn hóa học. Còn đối với các nhà trung cư, nhà tập thể, Trung tâm Y tế Dự phòng phát hiện gần 50% số mẫu không đạt về hóa học vi sinh vật trong tổng số 118 mẫu. Trung tâm đã có kế hoạch giám sát vệ sinh, chất lượng nước ăn uống và sinh hoạt trên địa bàn vào năm 2015 nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh lây truyền do nguồn nước. Ngoài ra, đơn vị này cũng sẽ tăng năng lực chuyên môn cho cán bộ trực tiếp tham gia giám sát vệ sinh và chất lượng nước thành phố cũng như là tại các quận huyện.